Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 2018. Thì hiện nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc giường chữ X của anh chị Trường Linh ở thành phố Việt Trì. Thì hôm nay chúng tôi đã làm xong và chúng tôi sẽ quay video sản phẩm hoàn thiện cho anh chị Trường Linh xem. Chiếc giường này là gọi là chiếc giường chữ X gỗ mít, hàng dày dặn anh chị đặt riêng. Đồ Gỗ Tùng Tám làm vô cùng dày. Gỗ thì được chọn đều màu. Chiếc thành giường này thì là anh chị đặt là dày 5 cm, 5 cm, rất là dày, to 26 phân, để ngang là 26 phân. Gỗ mít bây giờ thì còn rất là ít, nên là để kiếm một bộ đôi thành giường dày và đẹp như thế này thì rất là khó. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để lựa được một đôi thành giường như thế này. Tổng thể chiếc giường rất là đẹp. Phần đầu giường, hai bên đầu giường thì được đục cột tiện, có hoa hồng, có thứ ở vai. Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chuyển một chiếc giường nữa, gọi là chiếc giường chữ Hỷ, về thành phố Việt Trì. Đây, chiếc giường chữ Hỷ. Đây, chiếc giường thì bằng gỗ xoan, cũng kích thước là 1m6, 2m, và cả một bộ cuốn thư câu đối nữa, một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít cũng của khách hàng ở thành phố Việt Trì. Trong chiều hôm nay thì chúng tôi vẫn hoàn thiện và chuyển cho 3 vị khách hàng này. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm như thế này thì vui lòng liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc truy cập website đồgỗ tùng8.com để xem thêm những sản phẩm khác của chúng tôi trên website. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.